Bạn xem cái này có giống củ khoai lang lớn không? Thực tế là một bông hoa còn to hơn quả bóng rổ, 5 năm nở hoa một lần. Chờ cho tất cả cánh hoa nở ra đường kính lên tới 1,2 mét. Nếu bạn vô tình phát hiện nó trong rừng sâu đừng coi nó như một cái ống nhổ. Người dân địa phương gọi nó là hoa đại vương, không chỉ là bông hoa lớn nhất trên thế giới cũng là hoa thối nhất trên thế giới. Những nốt mụn nhỏ này tỏa ra mùi chuột, có lẽ để miệng ở bên cạnh còn có thể nôn ra sữa mà lúc nhỏ đã uống. Nhưng chính vì như vậy ruồi nhặng rất yêu thích nó. Đây đâu phải mùi thối, đây rõ ràng là cơm ngon. Có ruồi nhặng, hoa đại vương cũng không cần lo lắng về việc thụ phấn nữa. Đừng thấy nó lúc này có chút nhỏ mới to bằng hạt gạo. Nó giống như quỷ đói vậy, sinh ra đã có một nhiệm vụ ăn, ăn đến khi tăng trọng lượng lên gấp 2.000 lần. Trong 6 tuần ngắn ngủi có thể ăn thành con sâu lớn màu trong xanh, đợi đến khi phát triển dài bằng cái mũi của khỉ mũi dài, nó sẽ không ăn nữa, bắt đầu nhả tơ kết lưới. Đầu tiên làm đem lá cây lật ngược để làm nóc nhà, sau đó lại dệt cho mình một cái kén không thấm nước. Đợi đến khi dệt xong toàn bộ là bắt đầu tu luyện, sau đó thời gian đến khoét ra dang rộng đôi cánh bản thân tu luyện ra, trực tiếp biến thành một con sâu bướm Atlas, được gọi là bướm đêm lớn nhất trên thế giới. Nguyên nhân có thể lúc nhỏ ăn quá nhiều, lần tiến hóa này lại không phát triển miệng. Để truyền tiếp cho thế hệ sau nó chỉ có thời gian 2 tuần để tìm bạn đời. Nhưng thế giới lớn như vậy làm thế nào để tìm đây? Sâu bướm Atlas rất có cách. Giải phóng một loại hương thơm mạnh, những con cái trong phạm vi 10 km đều có thể ngửi được. Bước vào con đường kết thân, đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ lập tức đẻ trứng ngay tại chỗ, mà nó cũng ra đi ngay tại chỗ. Chúng ta cũng không biết nó sinh ra là vì cái gì, thế giới chưa nhìn rõ, con chưa đợi sinh ra, lẽ nào chính là vì mấy miếng là cây đó mới đến một thời gian? Hay thật sự giống như tôi bịa ra không, kiếp trước là một con quỷ đói ăn một chút lá cây còn hơn là đói thực sự không hiểu được. Khi mũi dài nói chuyện rồi, bạn có thể hiểu tôi đang làm cái gì không? Trước khi hiểu cho bạn đoán một chút. Trên cây có 7 con khỉ, trong miệng cá sấu có một con, xin hỏi tổng cộng có mấy con khỉ? Bố dọa sợ rồi, may mà không phải ăn vợ của mình. Bố cảm thấy người trong nhà thật may mắn, toàn bộ là nhờ chiếc mũi dài. Đúng là thú vị, cái đầu này của chúng tôi mất 7 năm, trong thế giới khỉ thực sự là một người đàn ông đẹp trai. Đừng nói, thật là bố dựa vào chiếc mũi dài thở một cái cưới được 7 bà vợ, ngoài ra thêm vô số khỉ con, bố rất hài lòng, thề sẽ bảo vệ già trẻ trong nhà. Vợ vừa nghe ít nhiều có chút không vui rồi, cái đồ bại hoại nhà anh cho chúng tôi ăn sáng hay là lá cây có độc hay là mong chúng tôi ra đi sớm. Em biết cái gì, khỉ mẹ các em chính là tóc dài não ngắn, bụng chúng ta có mấy cái khoang bụng. Nhưng bố biết cứ ăn cái này cũng không có dinh dưỡng gì, thế là bố quyết định hôm nay đi một nơi tốt, nói xong là chạy đi. Nhưng vào lúc đang chuẩn bị nhảy, cá sấu đột nhiên xuất hiện dọa bố vội vàng phát ra cảnh báo đừng động đậy. May mà cá sấu không biết leo cây, nếu không từ đó sẽ không còn khỉ mũi dài nữa. Nhưng muốn ăn được lá cây tươi nhất định phải qua con sông này, nhưng khoảng cách các giữa cây với cây quá xa, làm thế nào đây? Cá sấu vừa nhìn bản thân bị cản đường rồi nhanh chóng thức dậy để những chú khỉ nhảy. Bố vừa nhìn cá sấu thực sự không ở đây nữa rồi lập tức lấy đà tạo dáng cho mọi người. Cú nhảy này không cần vội, cá sấu vui mừng thích nghe loại âm thanh này nhất, thịt khỉ bữa ăn lớn lại đến rồi. Chú khỉ khác sợ bản thân nhảy không đủ xa, dùng cành cây làm máy phóng đạn, sau đó dùng sức nặng làm lực đẩy, đây đâu phải là khỉ nhảy nước đâu. Cá sấu thầm nghĩ, nhiều khỉ thế này làm sao lại không ăn một con, chứ đâu biết điều này giúp khỉ có đá ngọc trong tay bơi rất nhanh. Con cá sấu uống một ít nước tắm của khỉ, những thứ khác đều không ăn được. Mà tinh tinh lông đỏ bên này càng thú vị, con tinh tinh lông đỏ chắc chắn thành tinh rồi, mưa còn biết che ô, vợ trong lòng muốn theo hồ lô vẽ cái gáo. Đâu biết cả cái ô quá nhỏ, mưa to thế này căn bản không có tác dụng gì, lòng nghĩ sang trái một chút có thể tốt hơn chút, kết quả mưa càng ngày càng lớn làm cho thất bại. Tinh tinh mẹ trực tiếp làm một cái ô thật lớn, tinh tinh con khóc rồi, bạn nghĩ gì vậy, cả người tôi ướt sũng. Con ơi đừng sợ, mưa thường xuyên có lợi cho sự phát triển của thể xác và tinh thần, con giận hay gì đó. Những con tinh tinh lông đỏ là động vật sống trên cây lớn nhất trên thế giới. Cả ngày 24 giờ nằm trên cây, đi đường toàn bộ đều dựa vào đu cây, nó là con tinh tinh được lớn nhất gần đây. Tinh tinh mẹ của rừng sâu này đều là vợ của nó, xem ra có thực lực, không phải người cũng giỏi đó. Tất cả con đều noi gương bố, đều muốn tương lai làm chúa tể rừng xanh. Vì thế những chú tinh tinh con luyện tập mỗi ngày, con người là 9 năm giáo dục bắt buộc, chúng là 8 năm luyện tập cường độ cao. Con à muốn trở thành chúa tể rừng xanh, kỹ năng đầu tiên phải nắm bắt là làm thế nào đi xung quanh cái cây. Đừng thấy tay trái đổi tay phải đơn giản như vậy nhưng chỉ cần một lần không nắm được, nhẹ thì gãy xương, nặng thì thành tinh tinh thực vật. Vì thế vừa bắt đầu mẹ đều không cho con làm, đầu tiên quan sát tỉ mỉ học là được, con à xem xong rồi kéo cành cây cũng không phải kéo một cách mù quáng. Đầu tiên phải thử một chút xem nó có chắc không, cảm thấy được rồi chúng ta lại vươn tay ra, đợi khi cảm thấy con học được rồi mẹ lại bắt đầu dạy con làm thế nào để tìm quả. Không có bí quyết gì, vẫn là đi nhiều, đi cũng không phải là đi mù quáng, là vẽ vào trong đầu con một tấm bản đồ của khu rừng. Nhưng con sinh ra đã tinh nghịch, đi mãi liền đi lạc rồi, thấy chỗ nào cũng chơi hay, không việc gì lúc nãy chỉ là đùa bạn thôi. Mẹ ơi cái cây đối diện cách tôi quá xa làm thế nào để qua đó, đơn giản thế này sao, lên cao ép cành cây xuống thấp như vậy có thể đủ đến rồi.
Mẹ nhìn đứa con đúng là ngốc, thế là lại nghĩ ra một cách hay, dùng thân thể của mình làm cầu cho con. Mẹ ơi khỏi nói, cầu thịt tinh tinh đúng là không tồi, thậm chí mẹ còn làm cho con một đường cáp treo. Tóm lại cố gắng truyền đạt kiến thức cho con, điều này làm những con tinh tinh khác ngưỡng mộ. Xem ra làm tinh tinh con lông đỏ là hạnh phúc nhất, ngày nào cũng có hoa quả ăn không hết. Theo chuyên gia thống kê, tỷ lệ sống còn của tinh tinh lông đỏ lên tới 90%, một mặt là nhờ sự chăm sóc của mẹ, một mặt là chúng thường ở trên ngọn cây không có kẻ địch. Nhưng trước mắt một nửa rừng nhiệt đới của Borneo bị chặt, toàn bộ đều để con người trồng cây cọ. Đừng thấy trồng ngay ngắn vậy, tinh tinh lông đỏ muốn vượt qua đây căn bản không thể nào. Có lẽ đợi rừng nhiệt đới bị chặt hết, tinh tinh lông đỏ cũng sẽ tuyệt chủng. Nghe đã thấy khó chịu, tại sao con người vì phát triển lại luôn có động vật gặp họa. Video đến đây là hết rồi. Lưu ý, nội dung trong video đã được thêm thắt, biến tấu một số chi tiết để lôi cuốn hơn. Đừng quên like và follow kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.